Bạn đang muốn mở cơ sở sản xuất uống đóng chai, đóng bình. Bạn đang tìm kiếm những thiết bị máy móc cần thiết cho cơ sở của mình. Vậy thì đừng bỏ qua video này nhé. Video này ghi lại quá trình Việt An lắp đặt và bàn giao thành công hệ thống dây chuyền sản xuất nước đóng chai, đóng bình công suất 1.000 lít trên giờ cho anh Linh tại Đồng Nai. Với diện tích mặt bằng khoảng 50m2, sau khi được Việt An tư vấn những thiết bị cần thiết, thì anh Linh đã quyết định chọn mua một dây chuyền lọc nước RO cột lọc inox van tự động VAIA 1000, một máy xúc rửa rút nắp bình BS1, một máy chiết rót tích hợp có thể chiết rót được cả chai, cả bình. Hãy cùng xem những thiết bị máy móc mà anh Linh đã đặt mua và được Việt An hoàn thiện lắp đặt tại cơ sở sản xuất uống đóng chai, đóng bình của anh Linh tại Đồng Nai. Từ lâu, sản xuất uống đóng chai, đóng bình đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư, là ngành mà nhiều người lựa chọn để khởi nghiệp, phát triển kinh tế từ chính mảnh đất quê hương của mình, trong đó có anh Linh. Anh đã tìm hiểu rất nhiều đơn vị và cuối cùng quyết định lựa chọn Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt An là đơn vị cung cấp tất cả các thiết bị cho cơ sở sản xuất của mình bởi Việt An là nhà cung cấp lớn, có uy tín với bề dày kinh nghiệm gần 20 năm. Những sản phẩm do Việt An cung cấp, lắp đặt đều được cam kết chất lượng ISO 9001-2015, chính hãng với giá cả rất hợp lý. Việt An tư vấn rất nhiệt tình, tận tâm, chu đáo. Chính sách bảo hành, hậu mãi sau bán hàng rất chuyên nghiệp. Cảm ơn anh Linh cũng như quý khách hàng đã luôn tin tưởng, lựa chọn sử dụng những sản phẩm do Việt An sản xuất, cung cấp và lắp đặt trong nhiều năm qua. Việt An sẽ không ngừng hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ để đáp lại niềm tin yêu ấy của khách hàng. Sau khi hoàn thiện quá trình lắp đặt, thợ kỹ thuật của Việt An cũng hướng dẫn chi tiết cách vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình cho anh Linh. Hướng dẫn vận hành xong thì cũng là lúc tiến hành bàn giao dây chuyền sản xuất lại cho anh Linh. Xin chúc cho cơ sở sản xuất uống đóng chai, đóng bình của anh luôn thuận lợi và phát triển không ngừng. Nếu các bạn cũng đang muốn tham gia vào ngành sản xuất uống đóng chai, đóng bình, các bạn có thể tham khảo những thiết bị máy móc ở trên để đầu tư. Và nếu cần tư vấn kỹ hơn thì hãy liên hệ ngay tới số 0949414141. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Việt An để cập nhật thông tin mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.